Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình test chiếc máy bơm tăng áp 12V 350W, bơm tăng áp 12V, đầu bơm màng sử dụng dơ le. Đây là dòng bơm mới mà mới về gần đợt Tết vừa rồi, và hôm nay thì mình mới có dịp để test chiếc bơm này. Bơm này thì sử dụng cho các mục đích là tăng áp cho hộ gia đình, tăng áp cho nhà di động mobile home, cho máy giặt, vòi rửa chén, bình nóng lạnh. Bơm này thì đặc điểm là tự hút, khi khóa nước ra thì bơm sẽ ngắt. Hôm nay thì mình sử dụng một cái đồng hồ đo áp và cái khóa để test máy bơm này. Đây là con dơ le để ngắt bơm, và dưới dơ le này thì có một con ốc chỉnh áp, tức là chỉnh cái độ ngắt nhanh của dơ le. Bơm này hoàn toàn tự mồi, có trên máy bơm thì có quạt gió, tay sách, công tắc, dơ le nhiệt, tức là dơ le chống quá tải. Trong trường hợp là xảy ra sự cố thì khi nhiệt độ motor cao quá thì nó sẽ ngắt, bảo vệ máy bơm an toàn. Mình sử dụng bình ắc quy 12V 14A để test con bơm này. Sau đây thì sẽ mở vòi. Đấy, nước chảy ra rất là mạnh. Bơm này thì lưu lượng là 2 khối/giờ, thì chúng ta có thể là tăng áp cho một hộ gia đình ok. Cột áp của nó đẩy cao thì trên 30 m. Đấy, nước ra đấy nha các bác nhá. Máy chạy như thế này này, hoàn toàn tự mồi. Bây giờ sẽ khóa nước ra lại xem cái đồng hồ của nó nhảy như thế nào này. Đây là cái đồng hồ đo áp suất. Khi mà nó nhảy lên nha, cái vòng đỏ này, vòng đỏ là bờ xi, còn vòng đen tức là cái kg trên cm vuông. Cái dơ le này hiện tại đang chỉnh ở cái ngắt nhạy. Khóa nước ra xem nó nhảy thế nào này. Đó, nó nhảy lên cái vòng đen này tầm số 3, tức là nó nhảy lên ở cái áp là 3 kg/cm2, tương đương quy ra độ cao là 30 m. Nếu chúng ta điều chỉnh cái dơ le này nó vào sâu hơn thì nó sẽ nhảy lên cột áp cao hơn. Nói chung con bơm này thì đẩy độ cao là không dưới 30 m. Mở ra thì nó hoàn toàn là nó tự bơm trở lại. Đặc điểm của loại bơm này thì chúng ta không lo hụt nước, bởi vì nó hoàn toàn tự mồi. Hụt nước thì nó cũng sẽ tự kéo nước lên. Nó ưu điểm hơn so với các loại bơm tăng áp mà sử dụng cánh quạt. Các dòng bơm tăng áp mà sử dụng cánh quạt đấy thì bắt buộc là trong buồng bơm của nó luôn luôn phải có nước thì khi mở vòi nó mới hoạt động được. Chứ còn nếu như không may mà buồng bơm mà không có nước thì loại bơm tăng áp cánh quạt đấy thì nó sẽ không sử dụng được. Còn dòng bơm này thì nếu có trường hợp mà nó xảy ra là chỗ là cái đường ống vào nó bị rò rỉ, nó làm cho trong buồng bơm hụt nước thì nó có thể tự kéo nước lên được các bác nhé. Rất là ưu điểm vượt trội. Đây là loại bơm sử dụng điện áp 12V, cho nên thích hợp với gia đình nào có ắc quy xe điện năng lượng mặt trời, hoặc là các bác có thể dự phòng để trong trường hợp cúp điện các bác dùng con bơm này tăng áp cho hộ gia đình. Và đặc biệt là rất là thích hợp với lại xe di động mobile home, sử dụng cho hệ thống xe di động mobile home. Trên đấy là chúng ta có thể sử dụng cho đồng loạt vòi rửa tay, vòi tắm, các thể loại luôn. Con này thì lưu lượng 2 khối/giờ cho nên dùng thoải mái. Khi mà nó chạy ở cái độ cao như thế này ấy, thì công suất của nó tiêu tốn rất là ít điện. Như thế này thì có hơn 100W thôi này. Nếu mà nó chạy thế này có hơn 100W điện thôi. Chứ còn công suất 350W ấy, là ở trường hợp là mình phải nén lên độ cao tối đa luôn. Độ cao tối đa hoặc là rất là xa thì nó mới đạt được công suất 350W. Còn nếu mà chạy nhẹ tải như thế này ấy, thì công suất của nó có hơn 100W thôi. Nó cũng rất là ưu điểm chỗ đó. Mà chính vì cái công suất nó thấp, khi mà nó chạy nhẹ tải như thế này và motor lại lớn, có quạt gió nữa, thì máy bơm này chạy rất là mát, rất là lâu, chạy liên tục luôn, rất là ok. Rồi, video này thì em xin kết thúc tại đây. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ qua hotline 038 6898366, website là máy bơm mini 68.com. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.